Tại sao mình cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình thế nhở? Này! Sao đi rình gái mà mày ngậm như ngậm bò cái gì đây? Nãy chui vào đây, chưa kịp ngậm mồm. Trời ơi! Thôi, xem đi, đàn anh đi đâu rồi? Ê, này, mà quả Đức Hòm có quả em gái chất lượng nhỉ? Thế mà không giới thiệu cho mình. Thế mới nói, bạn bè thân thiết ấy, mà nó đối xử với anh em mình như thế đấy. Ôi trời! Thế chúng mày chưa nghe câu của rẻ là của ôi, còn bản thân thì là của nợ. Hồng công tử, sao mày lại ở đây? Chạy, bỏ tao ra, đau. Ừ, cảnh cáo chúng mày nhá, không được động đến em gái tao đấy. Bạn bè với nhau suốt ngày rình rập như thế, không thấy mệt mỏi à? Tay ra, tay ra. Thì tại em gái của mày ấy, là cái đứa mà xinh nhất cái làng này rồi, cho nên bọn tao mới thế. Ừ, đúng đấy. À, Đức này, hay là mày gả em gái mày cho tao đi, tao hứa sẽ chăm lo đàng hoàng. Ê, không được nha, không được nha. Có lấy, phải lấy tao. Tao nhìn thấy Lan Anh trước cơ mà. Mày im mồm đi, tao đẹp trai hơn, tao lấy. Không, lấy tao. Thôi, đủ rồi mấy ông nhõi. Biết nhau quá rồi còn lạ gì đâu nữa. Không có đứa nào được hết. Thế nhá. Sao thế? Thế là thế nào? Chúng ta là bạn thân cơ mà. Best friend. Chính vì là bạn thân nên tao còn lạ gì chúng mày nữa. Ông này ấy, thì đánh dám thối, vãi cả thối luôn. Còn ông kia, ở trong lớp thì suốt ngày ngủ gật. Thế nên là không ông nào có cơ hội hết nhá. Chúng mày tránh xa em gái Lan Anh của tao ra nhá. Đức ơi, Đức nói chuyện thế nào? Đức ơi. Anh vợ ơi, chờ với. Đức ơi, chúng mày tha tao đi. Đức ơi. Anh Đức, anh Trung, anh Kiếm Anh. Mấy cái ông này lớn tao rồi mà cứ như trẻ con đấy. Thưa chủ tịch, có thư họp lớp của anh ạ. Là thư họp lớp của lớp tôi, lớp cấp 3 cũ. Đợt này mọi người lại muốn tổ chức ở quê à, vào tháng sau. Được rồi, cậu xem thế nào, sắp xếp lịch trình giúp tôi nhá. Vâng ạ. Vậy có cần quà cáp gì không ạ? Có chứ. Tôi có hai người bạn rất thân, đó là Đức và Trung. Lần này về quê, tôi muốn thăm họ đó. Đúng là tình bạn đáng quý. Vậy còn hai người kia thì sao ạ? Xa quê nhiều năm, bây giờ tôi cũng không biết bọn họ thế nào nữa. Lần họp lớp này chính là cơ hội để tôi có thể thăm lại bạn bè cũ đây. Cậu xem thế nào, chọn quà cho tôi, đơn giản thôi, nhưng mà có giá trị một chút nhá. Tôi muốn tặng hai người bạn của tôi. Vâng, em hiểu rồi, em xin phép ạ. Được rồi, đi đi. Vậy là mình sắp được gặp lại bạn bè cũ của mình rồi. Không biết bây giờ chúng nó như thế nào nhỉ? Lan Anh. Chị Chi ạ. Đi chợ đấy à? Sao toàn rau héo như này? Này Lan Anh, sao không mua thịt cá mà ăn? Hay là nhà cô nghèo quá, không có tiền mua, sợ người ta khinh, cho nên là mới giả vờ đi chợ có đúng không? Dạ không phải ạ. Thịt cá nhà em vẫn còn đầy. Em chỉ đi chợ sớm để mua ít rau về nấu bữa trưa thôi. Có tiền đi chợ mà không có tiền để trả nợ à? Lan Anh, bao giờ anh em nhà cô mới trả tiền cho chúng tôi đấy? Này, cô đừng tưởng anh Đức là bạn thân của chồng tôi thì có quyền được quỵt tiền nhà tôi đấy nhá. Chị Chi ơi, còn về khoản tiền nợ ấy, chị có thể cho em thêm vài hôm được nữa không ạ? Khi nào có lương, em sẽ gửi cho anh chị. Anh em nhà cô, một người thì làm giúp việc, một người thì làm phụ hồ. Sống ở trong cái dãy trọ nghèo như thế, đã thế là không biết điều, gặp chủ nợ thì không chào hỏi, bị đòi tiền thì mặt tím như đít cá. Em xin lỗi. Này, không biết điều này. Tôi nói cho cô biết nhá, liệu hồn mà trả tiền đi, không ấy là không xong với tôi đâu.
Dạ, chủ tịch, nước của anh đây ạ. Sao cậu làm gì mà lâu thế? Dạ, em thấy ở kia có chửi nhau nên em đứng lại một lúc rồi mới đi ạ. Cậu đúng là nhiều chuyện thật đấy. Cậu không nhớ là ngày hôm nay còn phải đưa tôi về quê để thăm bạn bè hay sao? Em nhớ chứ, nhưng anh không biết em vừa thấy chuyện gì đâu. Em thấy vợ của bạn thân anh đang chửi em gái của bạn thân anh. Mà trời ơi, cô ta đánh đá lắm. Mà thậm chí cô ta còn đá giỏi đi chợ người ta cơ. Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thật ra thì em về đây, em đã hỏi mọi người xung quanh và hoàn cảnh của bạn bè anh để mua quà cho phù hợp. Cho nên em mới thấy chuyện như thế ạ. Như vậy là có chuyện này thật sao? Tôi không tin. Bạn bè của tôi không phải là người như vậy. Vâng, nếu anh không tin thì anh có thể thử xem. Xa mặt cách lòng, người thì cũng sẽ có người này người kia ạ. Được rồi, tôi sẽ nghe cậu. Tôi sẽ thử ăn mặc đơn giản để về xem bạn bè của tôi là người thế nào. Trung ơi! Trung! Trung ơi! Ai đấy? Kiếm Anh! Mày về quê rồi? Về lúc nào đấy? Xong báo tao! Dạo này ổn không? Tao nghe nói mày lên thành phố mở công ty à? Có khó khăn gì không? Xong về báo anh em một tiếng. Thì công ty tao cũng đang gặp chút khó khăn. Nhưng mà không sao. Bây giờ tao làm công nhân rồi. Cuộc sống cũng tạm ổn. Lần này về quê, có chút quà thăm mày đây. Mày mua mấy cái này làm gì? Nhà tao có thừa ra. Mày chê à? Chê thì không phải là chê. Tao chỉ lo mày tốn tiền thôi. Thì thôi, dù gì tao cũng mua rồi. Đây là tấm lòng của tao, mày phải nhận đấy. Không được từ chối đâu. Được rồi, sắp trưa rồi, mày dùng gì chưa? Nếu chưa, vào nhà tao ăn cơm. Thì từ sáng đến giờ tạm chưa ăn sáng, nên là bụng cũng hơi đói. Nhưng mà nếu mà mày mời thì tao không từ chối đâu nhá. Từ chối cái gì? Đi vào ăn cơm. Anh Trung, anh đưa ai về nhà này? Ăn xin à? Ăn xin gì mà ăn xin? Đây là Kiếm Anh, bạn thân của anh đấy. Anh kể với em mấy lần rồi còn gì. Chào em. Thân với chả không thân, nhìn cứ như là ăn mày ấy. Em nói bậy cái gì đấy? Đây là Kiếm Anh, bạn của anh đấy. Thôi, em vào trong nấu cơm trưa cho anh đi. Anh và Kiếm Anh muốn tâm sự một tí. Cái gì? Anh dắt anh ta vào nhà, lại còn bảo em đi làm cơm cho anh ta á? Anh có bị bệnh không đấy? Chị. Hôm nay anh đến thăm nhà, anh có chút quà. Anh cầm lấy đi. Cái loại quà rẻ tiền như này ấy, nhà tôi có đầy. Vừa nhìn anh là tôi biết ngay, chắc là cùng một hạng người với thằng Đức kia chứ gì. Đúng là cái thể loại vừa nghèo, không có tiền, nhưng mà lại thích ra cái vẻ. Chi này, đủ rồi đấy Chi. Em làm anh xấu mặt trước bạn bè rồi đấy. Xấu mặt thì xấu mặt chứ. Anh là cái loại ấy, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Anh cho anh ta vào nhà dơ bẩn như này, nhỡ mất cái gì thì làm sao? Chị ơi, anh không phải là người như thế đâu. Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, anh với Trung đang muốn tâm tình tâm sự thôi. Tâm tình tâm sự thì ra ghế đá của công viên mà tâm tình tâm sự. Ở đây là nhà của tôi, anh đi vào đây làm bẩn nhà của tôi, nhỡ mất cái gì sao? Mới cả còn muốn tôi nấu cơm cho. Còn khuya. Chị ơi là chị, cô làm tôi xấu. Xấu con khỉ ấy, trước giờ có đẹp mặt đâu mà xấu. Anh mà không đuổi anh ta đi ấy, là em đi hôn với anh đấy. Thôi Kiếm Anh ạ, cậu thông cảm, vợ tớ hơi khó tính. Cậu cầm tiền ra ngoài ăn một bữa nhá. Của chồng công vợ, anh tưởng anh mang cái bì quá rách đến đây là lấy tiền á? À, Trung ơi, tớ vừa nhờ ra nhà tớ còn có việc nữa. Thôi, tớ xin phép, chào hai vợ chồng. Kiếm Anh ơi! Kiếm Anh! Vợ này, vợ thật là giỏi. Cuối cùng ấy cũng đuổi được cái thằng ăn mày đó đi rồi. Chứ còn gì nữa, nhà mình bây giờ ấy là cái nhà giàu nhất vùng rồi. Cho mấy cái đứa đấy vào, có mà sạt nghiệp à? Anh mà không đuổi được ấy, cứ để em. Được, được. Sắp tới nhá, đi họp lớp để anh mua cho vợ cái vé hàng hiệu. Đi với anh nở may nở mặt. Anh hứa rồi ấy nhá. Thôi, đi vào ăn cơm. Không ngờ Trung lại thay đổi nhanh như vậy. Nếu mà cậu ấy không muốn, có thể nói một câu với mình mà. Tại sao lại bảo vợ cậu ấy nói những cái lời lẽ gây tổn thương như thế chứ?
quá. Đức ơi! Đức! Đức ơi! Anh là ai đấy? Lan Anh! Là anh đây! Anh kiếm anh đây! Bạn của anh Đức ấy! Anh kiếm anh à? Anh về rồi à? Anh Đức! Anh Đức ơi! Anh kiếm anh về rồi này! Chuyện gì thế? Anh kiếm anh về! Đức anh à! Ui, anh Đức ơi, anh làm gì anh kiếm anh rồi? Trời ơi, anh kiếm anh. Kiếm anh. Kiếm anh, cậu sao thế? Cái anh này, anh kiếm anh đi đường xa đã mệt rồi, thế mà còn trêu đùa anh ấy nữa. Thì tại bạn bè lâu ngày mới gặp, nên anh mới thế. Thôi, anh ngồi đây với anh ấy đi. Em đi ra ngoài nấu ít cháo. Anh với anh ấy kìa, đói lả ra rồi đấy. Thế làm giúp anh nhá. Khiếp, ăn từ từ thôi nào. Có mỗi bát cháo thôi mà. Ông ăn làm gì mà trông ghê thế? Thì từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu. Vừa xuống xe một cái là tôi đến nhà Trung, sau đó đến nhà cậu đấy. Cậu sang nhà Trung à? Sao thế? Sao nhắc đến bạn bè cũ mà mặt cậu xị ra thế? Không có gì đâu. Gớm, cái nhà này rột thật đấy. Mà tiếng thế nào đấy, trời mưa mà tiếng to thế. À, tớ bảo này, thế tớ nhớ là ngày xưa anh cậu có nhà cửa đàng hoàng cơ mà. Tại sao bây giờ lại ở trọ thế này? À, tớ làm ăn thua lỗ, xong rồi đi vay nặng lãi, nên là phải bán nhà để trả nợ. Nên là bây giờ hai anh em ấy phải ở xóm trọ như thế này đấy. Vậy sao? Đức này, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu. Được, chúng ta là bạn thân, có gì cậu cứ nói đi, tớ sẽ giúp hết mình. Thì tớ vừa mất việc trên thành phố rồi, giờ về đây cậu xem thế nào, có công việc nào không, giới thiệu tớ với. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này đơn giản mà. Nhưng mà nói trước là tớ làm việc tay chân đấy nhá. Ôi, được mà, tớ làm được. À mà tớ cũng hết tiền rồi, tài sản thì không còn. Cậu có thể cho tớ ở nhờ lại đây được không? Được, cậu cứ ở đây đi. Còn tiền ăn ấy và tiền nhà trọ tạm thời tớ sẽ trả hộ, khi nào có tiền ấy thì ăn tính. Nhưng mà cậu không chê bai tớ à? Tớ vừa nghèo, lại không có tiền nữa, bây giờ lại còn phải ăn bám cậu. Vớ vẩn, cái gì mà ăn bám rồi chứ. Chúng ta là bạn thân với nhau ấy, trước đây đã từng có lời hứa là sẽ giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Cậu cứ ở đây đi, đừng có lo gì hết. Cảm ơn cậu nhá. Chết, phải cắt tiền đi. Không có đứa tham ấy thì khổ. Có chuyện gì? Em đến gửi tiền lãi cho chị ạ. Anh em nhà cô cũng đúng hẹn phết nhở. Đến thì gửi tiền lãi, xong nói sớm. Đưa đây. Em gửi chị. Này, sao cái tờ tiền này cũ kỹ như này? Tiền như này làm sao mà tiêu được? Cô đổi lại cho tôi. Tiền này vẫn tiêu được mà chị. Này, không tiêu được là không tiêu được. Tôi là chủ nợ, cô là con nợ. Nói mà cô cứ cãi như thế. Nếu như không phải anh Trung là bạn học cũ của anh trai cô ấy, thì tôi không bao giờ cho bọn cô mượn tiền cả. Cái loại nghèo hèn như cô ấy, tôi biết thừa, làm cả đời ấy cũng không đủ tiền để mà trả được. Chị Chi, tại sao chị nói quá đáng như vậy à? Em có vay có trả, chứ có ăn quỳ tiền của chị đâu. Tại sao cứ nhìn mặt em mà chị ấy chửi bới như vậy? Ghê gớm quá nhở. Nhìn thấy mặt cô ấy là tôi đã ghét rồi. Nghe nói là hồi trước anh Trung thích cô có phải không? Đó là từ thời học sinh rồi. Cái thời đó anh Trung có thích em thì em cũng không thích. Tôi không cần biết. Dù sao ấy, đấy cũng là lỗi của cô. Cầm lấy cái đống tiền này, đổi cho tôi, chiều tôi lấy. Chị, cô có đổi không? Nếu như mà không đổi, tôi báo cô lên công an.
Em chào chị. Đúng là cái đồ đáng ghét. Dạ, chủ tịch, mọi chuyện sao nữa? Đúng là trên đời này không thể ngờ trước được điều gì. Bạn bè của tôi ai cũng đều thay đổi cả rồi. Duy chỉ còn mình Đức là còn lương tâm thôi. Anh em nhà Đức đối xử với tôi rất tốt. Vâng, em cũng nghe qua thông tin của anh đấy. Nghe nói anh đấy vay tiền của bạn bè nên bị lừa. Bị lừa? Là sao? Em không dám nói chuyện này với anh vì sợ anh mắng. Nhưng mà anh Trung, bạn của anh đấy, là nhà cho vay lãi rất cao. Cái gì cơ? Cậu giúp tôi việc này, xem cho công ty của chúng ta còn vị trí nó còn trống thì hãy sắp xếp cho Đức và em gái của cậu ấy làm việc. Vâng, tôi đi làm ngay ạ. Anh Kiếm Anh. Kiếm Anh à? Ông xem hôm nay ấy, anh em tôi có cái gì này. Trông ngon thế nhở? Đức ơi, hôm nay ngày gì mà vui thế? Anh trai của em vừa mới nhận tiền thưởng về, cho nên là anh ấy muốn khao anh một bữa. Ôi dào ơi, bạn bè với nhau mà cậu bẩy vẽ thế. Đấy là ông không biết đây thôi. Từ ngày tôi xa cơ ấy, ít người qua lại lắm. Tình nghĩa bạn bè ấy, nó bạc lắm Kiếm Anh ạ. Còn tiền, còn bạc, còn huynh đệ. Hết tiền, hết nghĩa, hết ổng tồi. Anh đấy, anh cứ dọa anh đến làm gì. Mà thôi, hai anh vào rửa tay chân đi rồi bán cơm ạ. À, hai người cứ ngồi trước đi. Anh chạy ra ngoài mua cút rượu. Rượu ngon thì phải có bạn hiền ấy. Thế mới vui, thế nhá. Ok, Đức ơi, này, không cần đâu. Anh Kiếm Anh, anh cứ kệ anh ấy đi. Anh ấy quý bạn bè lắm. Đi một lát rồi về ngay ấy mà. Ừ. Anh ngồi đi ạ. Ừ. Mùi gì mà thơm thế? Đang ăn cơm mà Lan Anh. Em chào chị. Tôi đến đây lấy tiền. Chị đợi em một lát. Ôi chào. Xem mai đây. Người bạn khốn khổ ăn xin của chồng tôi đây mà. Sao? Anh đến nhà tôi ăn trực không được nên là đến đây để xin ăn đấy ạ? À? Sao cô nói chuyện cay độc thế? Tôi còn như thế nào ấy thì đó là việc của tôi. Cô nhiều chuyện như vậy không sợ miệng bị rộng à? Anh, chị Chi, em gửi chị ạ. Đúng là cái đồ nợ nần, đã không có tiền trả nợ ấy chứ lại có tiền ăn uống lên mặt với bạn bè à? Bảo sao cả đời cũng khá nổi. Chị Chi, em trả tiền cho chị rồi mà, thế sao chị cứ phải nói mãi thế? Sao tôi nói không đúng à? Cô nhìn lại cái tướng của thằng anh trai cô đi, tướng thì như lợn, lì thì như trâu ấy. Suốt ngày ăn uống như thế, cứ ăn rồi ngủ, bảo sao khá lên được. Đủ rồi đấy, sao cô có thể ăn nói như vậy được nhỉ? Đức dù gì cũng hơn tuổi cô, là bạn của Trung đấy. Này, anh thoát tôi đi ạ. Đã thế, để tôi gọi anh Trung vào đây, để xem anh là bạn cái giống gì. Anh Trung ơi, Trung ơi, Trung. Chị Chi, chị đừng có mang thông nói có như vậy. Có chuyện gì vậy? Chồng xem này, em vào đây để lấy tiền thì tự nhiên anh ta đến đây quát em, chửi em, lại còn định đánh cả em nữa đấy. Không phải đâu, cô ta nói rồi đấy, tao không phải là người như vậy. Này, mày đừng có tưởng ấy, tao tin tưởng mày hơn tin tưởng vợ tao nhá. Đúng là làm ơn bác quán à. Lan Anh, vào giấy tiền giả anh đi. Anh không cho vay nữa. Anh Trung, anh thông cảm cho em với. Bây giờ anh em chưa có tiền, đợi khi khác được không ạ? Có chuyện gì thế? Này cậu Đức, cậu vào trong lấy tiền giả tôi đây. Tôi không cho cậu vay tiền nữa. Cậu xem con em gái khốn nạn cậu làm gì vợ tôi này. Lan Anh không có lỗi, Lan Anh vô tội. Trung, chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi. Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm. Các người nói là các người không có tiền trả nợ, mà tôi đến lấy lãi này. Nhìn xem, ăn uống linh đình như thế này, đúng là loại dối trá mà. Đây là để mời Kiếm Anh. Kiếm Anh cũng là bạn thân của cậu mà, chắc cậu phải hiểu chứ. Tôi chả hiểu cái gì cả nhá. Này, bạn bè của tôi không có thể loại nghèo hèn như mấy người nhá. Ra đường đứng với tôi là bạn, xấu hổ ra. Anh đừng có mà ăn chào đá bát nữa. Lúc trước anh chị gặp hoàn cảnh khó khăn, anh trai tôi giúp đỡ hết mình. Thế mà bây giờ anh em tôi gặp khó khăn một tí, vay tiền anh chị thì anh chị lấy lãi 15%, tiền gốc thì trả hết rồi, tiền lãi thì ngày một tăng là sao? Lan Anh, đủ rồi. Anh để cho em nói, loại như anh chị
ăn cháo đá bát. Lúc trước anh em tôi nợ anh chị 100 triệu, bây giờ tiền lãi lên đến 200 triệu, ai mà chịu được nổi. Đúng là độc ác xấu xa, vô nhân tính. Này, cứ thôi đi, đã nợ thì phải trả, có nói gì. Thôi được rồi đấy, tôi sẽ trả thay họ. Anh hùng rơm nhỉ, bản thân mình có lo chưa xong, lại muốn đi ở bồng à? Kiếm Anh, tôi biết cậu muốn giúp đỡ anh em tôi, nhưng cái số tiền này không phải là nhỏ đâu. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ trả được. Thư ký của tôi sắp đến rồi. Cái gì? Thư ký á? Mày mà công nhân mà có thư ký á? Tôi khuyên anh ấy, xem ít phim thôi, mà kể cả có xem, có ảo tưởng ấy, thì cũng phải ra dáng một tí. Chứ như thế này, ai tin? Sao lại không tin? Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Kiếm Anh, chủ tịch công ty SVM. Còn đây là quà mà anh Kiếm Anh đã dặn tôi mang đến tặng mọi người đây ạ. Láo, làm sao có chuyện thế được? Đây, anh xem đi. Đúng, đúng là chủ tịch rồi. Không thể nào. Ngày hôm trước, khi mà tớ đang đi trên đường thì tớ có nghe thấy Lan Anh và Chi nói chuyện với nhau. Chính vì như thế nên tớ vẫn nảy ra một cái suy nghĩ, đó là ăn mặc đơn giản bình thường để về thăm bạn thân mình xem thế nào. Ngày hôm trước? Vậy là cậu cố ý à? Phải. Còn cậu nữa, và cả vợ cậu, hai người đã làm tôi quá thất vọng rồi. Nghĩ lại xem, ngày xưa cả ba chúng ta đã hứa với nhau, nếu như sau này ai gặp khó khăn thì sẽ giúp đỡ cơ mà. Cậu nhìn lại xem đi, giờ cậu bắt đối xử với bạn mình như thế nào? Ơ, sao chủ tịch lại trách chúng tôi? Chúng tôi cho vay thì nó phải thế chứ. Nhưng mà hai người là đại cao, làm như vậy không sợ gặp cỏ báo à? Trung, cậu hãy nhìn Đức đi, cậu ấy phải bán nhà để trả nợ cho cậu đấy. Cậu không thấy xấu hổ sao? Đỡ. Lần này tôi về đây là để giúp đỡ Đức và Lan Anh. Tôi sẽ thay hai người bọn họ trả tiền cho hai người và đưa anh em họ lên thành phố làm việc với tôi. Nếu như mà anh giúp họ thì anh phải giúp chúng tôi chứ, như thế không công bằng đâu. Cô Chi này, cô suốt ngày chỉ nghĩ về tiền thôi, không sợ nó sẽ gặp hậu quả à? Tôi giàu như thế thì có hậu quả gì cơ chứ. Lương, nói cho bọn họ biết đi. Trong quá trình hỏi thăm về gia cảnh của chủ tịch, tôi được biết có một số đơn thư tố cáo hai người cho vay nặng lãi. Công an đã điều tra về sự việc này. Phen này tôi nghĩ hai người nhất định phải đi tù. Kiếm Anh ơi, cậu là chủ tịch, cũng là bạn thân của tớ, cậu giúp đỡ tớ với, bọn tớ không muốn bị đi tù đâu. Trung à, ác giả thì ác báo thôi. Lúc cậu lấy tiền của người khác, cậu có nghĩ rằng họ cũng đã khốn khổ vất vả như thế nào để kiếm được tiền không? Lãi thì cao, đến khi họ không trả được tiền thì cậu lại thuê người đến đánh đập, ép bức họ. Cậu tự làm thì tự nhận hậu quả đi, không ai cứu được mình đâu. Không, chính là anh, là anh đã hãm hại chúng tôi mà đúng không? Mình làm không đúng thì đừng trách người khác làm sai. Đưa hai người bọn họ đi đi. Mời hai người đi theo tôi, tôi sẽ là người thanh toán nợ cho hai người. Kiếm Anh, cảm ơn cậu nhé. Còn cái số tiền nợ ấy, tôi và Lam Anh sẽ từ từ trả. Không cần đâu, khoản nợ ấy cả hai người đều đã trả đủ rồi. Những ngày vừa qua, hai người đã cho tôi thấy thế nào gọi là tình bạn chân thật. Nào nào, ngồi xuống thôi, hôm nay là phải ăn mừng.